Thưa quý vị, đội LH Nightshot của Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai đã xuất sắc vượt qua 31 đội khác để giành chức vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam 2017 và trở thành đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương 2017 được tổ chức tại Nhật Bản tới đây. Ngay trong sáng nay thì chúng tôi đã phỏng vấn đội vô địch về cảm xúc của họ cũng như là những dự định tiếp theo. Thì chúng em gặp rất nhiều khó khăn, đó là về phòng mặt ý tưởng và đã thua đội bạn, các đội trong trường rất nhiều. Nhưng nhờ sự nỗ lực, cố gắng của từng thành viên đã quyết tâm thi đấu và mang lại sự bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng cho LH Nightshot. Dự định của nhóm em là nhóm sẽ nghiên cứu tất cả các cơ cấu bắn của tất cả các đội ở Việt Nam. Và nhóm em sẽ thử nghiệm trong một tháng để chuẩn bị ra thi đấu ở APU. Tụi em sẽ thiết kế về mặt ý tưởng cho tới cơ khí để có thể bắn được chuẩn xác những cái đĩa của Nhật Bản.